Tình hình hạn hán xâm nhập mặn tại nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ngày càng khốc liệt. Đã có hơn 39.000 hecta lúa bị thiệt hại, 96.000 hộ gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Dự báo con số thiệt hại sẽ tiếp tục tăng lên. Nếu như đợt xâm nhập mặn năm 2016 được xem là đợt kỷ lục 100 năm mới lặp lại, thì mùa khô năm 2020 đã phá vỡ mọi kỷ lục được xác lập trước đó. Các kênh rạch trên địa bàn huyện Gò Công Đông, Tiền Giang đều cạn trơ đáy do hạn hán xâm nhập mặn. Cô Võ Thị Loan, 52 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, đang đi móc củi trên nền đất nứt nẻ do khô cạn xâm nhập mặn. Cô Loan chia sẻ, chưa có năm nào hạn mặn khốc liệt như năm nay. Đây là kênh lớn ven đê trên địa bàn xã để phục vụ tưới tiêu cho đồng ruộng và sinh hoạt, nhưng đến nay đã cạn trơ đáy. Ông Hồ Văn Mười, trưởng ấp 5 xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, đang cầm trên tay những cây lúa bị chết do hạn mặn tấn công. Ông Mười cho biết trên địa bàn ấp 5 có 110 hecta diện tích lúa thì có 23 hecta bị thiệt hại do hạn mặn, trong đó 13 hecta thiệt hại từ 75% trở lên và có hơn 4 hecta mất trắng không thể thu hoạch. Xã Tân Phước có gần 3.500 hộ với gần 18.000 nhân khẩu đang bị thiếu nước sinh hoạt. Các xã thuộc huyện Gò Công Đông cũng đang lâm vào cảnh tương tự. Hội Tình Nguyện Gió Yêu Thương trong những ngày qua đã kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm quyên góp mua nước ngọt từ thành phố Hồ Chí Minh trở về phát cho bà con nhân dân sinh hoạt. Theo chia sẻ của anh Quỳnh Đạt, trong thời gian qua, Hội Tình Nguyện đã chở 5 xe nước tương đương với 85 khối nước sạch về cho bà con xã Tân Phước dùng. Sắp tới, Hội Tình Nguyện sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân ở huyện Nhồng Trôm, Ba Tri, Bến Tre. Cô Nguyễn Thị Chanh, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông chia sẻ, ngày nào tôi cũng phải đi lấy nước, mỗi lần lấy chỉ vài can. Đây là nước sạch được phát miễn phí, nên mỗi người ai cũng phải nhường và tiết kiệm, chỉ dùng để nấu ăn và uống. Còn nước tắm giặt đồ thì phải tìm các ao, các đìa trên địa bàn. Người dân xếp hàng nhận nước sạch từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh mang về phát miễn phí. Những ca nước sạch sau khi lấy về được người dân trữ trong các lưu để dùng dần. Nước sạch được phát miễn phí được gia đình cô Nguyễn Thị Lợi, ấp 5 xã Tân Phước dùng rất tiết kiệm trong sinh hoạt. Trước nạn hạn hán xâm nhập mặn đang kéo dài triền miên tại miền Tây Nam Bộ, ca sĩ Thủy Tiên là một trong những lá cờ đầu kêu gọi mọi người ủng hộ tiền để hỗ trợ cho những người nông dân miền sông nước. Sau 3 ngày kêu gọi, nữ ca sĩ mới đây đã vui mừng thông báo số tiền quyên góp đã lên đến 9,5 tỷ đồng. Với số tiền này, Thủy Tiên quyết định sẽ khảo sát và lắp đặt máy lọc nước ngọt cho 12 tỉnh miền Tây bị hạn mặn trong thời gian tới. Không chỉ đứng ra kêu gọi tiền, bà xã Lê Công Vinh trực tiếp tới các tỉnh để khảo sát và xin phép chính quyền để lắp máy lọc nước giúp đỡ phần nào cuộc sống sinh hoạt cho người dân. Chỉ 3 ngày sau cuộc khảo sát tại xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang vào ngày 13 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3, Thủy Tiên đã cùng ông xã Công Vinh tiếp tục tới đây để khảo sát thêm một lần nữa. Thủy Tiên cũng tiết lộ rằng mình vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu và có thể sẽ để lại sẹo nếu không kiêng nắng. Tuy vậy, cô ca sĩ cũng cho rằng thay vì buồn thì sẽ xem vết sẹo là một kỷ niệm đáng nhớ. Cô nói rằng đồng tiền mình làm ra từ mồ hôi nước mắt và mọi người gửi gắm bằng cả tấm lòng. Mình phải đích thân đi khảo sát dân tận nơi để hiểu và cho đúng nơi cần. Vậy đồng tiền mới có ý nghĩa. Máy đắt tiền bằng cả tấm lòng của mình thức đêm nghiên cứu. Loại tốt nhất, công sức lớn nhất thì phải được đảm bảo từ người có tâm và sử dụng lâu dài. Mình không thể dư tiền vứt cho rồi mai mốt hư hỏng không sử dụng được. Chẳng thà là dư tiền thì mình sẽ giúp cho bà con nông dân nghèo ruộng lúa mất trắng mùa này, chứ không phải ai xin cũng cho.
cho phải đúng nơi, dù mình sẽ phải còn đi rất khổ cực. Mới mổ xong vết thương còn phải kiêng nắng, nếu không sẽ thành sẹo xấu. Nhưng mình sẽ xem vết sẹo này là một kỷ niệm đáng nhớ về mùa hạn mặn trăm năm có một này, sau này còn kể cho con cháu mình nghe. Nay mình ngủ lại Bến Tre, để mai mình tiếp tục đến các nơi tại đây. Mình sẽ cập nhật tình hình thêm vào ngày mai nhé. Chúc mọi người ngủ ngon nha, Thủy Tiên chia sẻ. Cũng theo lời của Thủy Tiên, cô sẽ cùng ông xã sẽ tiếp tục xuống Tiền Giang để trực tiếp chứng kiến quá trình lắp đặt máy lọc nước trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy ủng hộ bằng cách like, subscribe và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha.